Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình 5 giây thành triệu phú của chúng tôi. Và thưa quý vị, chương trình 5 giây thành triệu phú do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Dante Promotion thực hiện. Và thưa quý vị, luật chơi chúng tôi vô cùng đơn giản, đó chính là người chơi đến với chúng tôi sẽ có 5 giây sau khi chúng tôi đọc câu hỏi và họ chỉ việc lựa chọn đúng hoặc sai. Giải thưởng mà họ có thể mang về được là con số 100 triệu đồng. Và đến với chúng tôi, bất kỳ ai cũng có thể trở thành triệu phú. Ngoài ra, họ còn được sự giúp đỡ rất là nhiệt tình đến từ bộ ba tư vấn của chúng tôi. Ngay bây giờ sẽ là bộ ba tư vấn. Xin chào bộ ba tư vấn, xin mời ngồi ạ. Ủa, bữa nay là mời ngồi liền hả? Người chơi đầu tiên xuất hiện ngày hôm nay là một cái nhân vật chuyên cho thuê. Cho thuê ngã giá, một doanh nhân. Doanh nhân. Vậy thì bây giờ nè, cho mời cái nhân vật nó vào đi. Đây. Có biết lạ cỡ nào? Shark đúng không em? Shark. Rồi, Shark. Nào, xin mời Shark. Wow. Ủa? Ủa? Chào anh chị. Dạ, kính chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Nhân, em là một diễn viên. Bây giờ em cho thuê cái gì? Cho thuê cano hả? Đúng rồi, thuê cano. Cái nghề của em là nó diễn ra lâu lắm rồi anh. Rất là nhiều năm về trước rồi chứ không phải bây giờ ạ. Dạ. Bây giờ em còn cái nịt thôi. Không vậy sao cả. Bên đây là để em kiếm tiền đúng không? Em kiếm tiền, bữa nay em chơi chạy gạo vậy thôi chứ không phải làm. Được rồi, hôm nay mọi người sẽ giúp em đổi đời. Luật chơi rất đơn giản. Chúng ta sẽ có 6 bậc câu hỏi và mỗi bậc sẽ có số lượng câu hỏi khác nhau. Quan trọng nhất là tổng số là 16 câu. Và với mỗi cấp bậc thì bạn sẽ có số tiền thưởng khác nhau. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp. Quyền đầu tiên đó chính là quyền đổi đáp án, từ đúng thành sai, từ sai thành đúng. Quyền thứ hai là quyền đổi câu hỏi. Quyền thứ ba là quyền vượt qua câu hỏi. Bạn lưu ý khi là bạn đã quyết định là chơi tiếp thì bạn không được dừng giữa chừng ở bất kỳ bậc nào. Nếu bạn trả lời được tất cả các câu hỏi của bậc đó, bạn lấy trọn tiền thưởng mang về. Trong trường hợp ở bậc đó bạn trả lời sai một câu hỏi nào thì bạn sẽ lấy tiền thưởng của bậc trước đó trừ đi một con số 0. 2 triệu còn 200 ngàn. Đó, cũng dễ chơi nha. Lưu ý, câu hỏi khi đọc xong rồi bạn sẽ có thời gian là 5 giây. Bạn chỉ việc nhấn đèn lựa chọn đúng hoặc sai thôi. Rồi, bắt đầu hành trình. Bậc đầu tiên sẽ có một câu hỏi duy nhất. Câu hỏi như sau: thanh long ruột đỏ có hạt màu đỏ, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đơn giản. Mình chỉ cần mình chẻ cái thanh long ra là mình thấy liền. Dạ, là tốt. Dạ. Là màu đẹp. Rồi em chốt đi. Chốt. Dạ em chốt ạ. Đáp án mà chọn là sự lựa chọn chính xác. Lê Nhân vượt qua bậc 1. Bây giờ sẽ là bậc thi kế tiếp. Bậc 2 sẽ có 2 câu hỏi. Lê Nhân. Dạ. Em thi tiếp hay dừng lại? Em ráng em trả lời giùm chị nha. Phải hỏi. Dạ, thi tiếp. Thi tiếp, bây giờ sẽ là bậc 2. Lưu ý bậc 2, 2 câu hỏi nha. Câu đầu tiên của bậc 2 như sau: gấu trúc thích ăn cây trúc, đúng hay sai? Thời gian. Dứt. Đúng. Không hiểu sao mà gấu trúc thích ăn cây trúc. Bây giờ không lẽ gấu ngựa thích ăn thịt ngựa? Không lẽ gấu mèo thích ăn con mèo? bày bà hết sức. Em đã từng đi sở thú ở Seoul, Hàn Quốc. Em thấy con gấu trúc á, nó cầm cái cây trúc, nó xé ra, xé ra giống cây mía vậy đó chị. Rồi nó ăn ngon lành. Em nghĩ coi cái thân cái trúc nó khô queo đó, rồi ăn. Không, mà nó ăn những cái cây mà non non giống như vừa từ măng mà lên thành cây đó. Kiên định quá. Em chọn đúng ạ. À, đúng là sự lựa chọn chính xác. Câu hỏi kế tiếp bậc 2. Trong phim Lật Mặt 48 Hour. Cái gì? 48 giờ. Hour. Lý Hải vừa là đạo diễn, vừa là nam chính của phim, đúng hay sai? Ghê chưa? Lật Mặt mấy? Ủa, thì đó, 48 Hour đó. 48 giờ là Lật Mặt mấy? Thì đó, em đâu nói Lật Mặt mấy đâu. À, mới đây. Ý của em là sao, nhưng em nói trước đi, tại sao sai? Theo biết thì trong cái phim này á, là anh Lý Hải làm đạo diễn và có là một cái có diễn một vai phụ chứ không phải là vai chính. Em thấy trong cái trường hợp này Nhân đã chọn đúng, tại vì anh Lý Hải vừa là nhà sản xuất, ảnh làm đạo diễn nữa thì không có lý do gì ảnh đóng vai chính nữa. Ê mà người ta mới chơi có bậc 2 làm cái ghê vậy. Được kìa, nó không cho qua rồi. Đúng rồi. Tốt thời gian khúc này quá. Chốt giờ. Dạ chốt. Chốt. Đáp án mà vừa lựa chọn là đáp án chính xác. Thôi thì
Dù gì cũng đã vượt qua bậc 2 rồi. Và bây giờ bạn sẽ tới bậc 3. Bậc tiếp theo là hộp giải thưởng là 2 triệu đồng. Bạn vẫn còn 3 quyền trợ giúp. Bạn thi tiếp hay dừng lại? Dạ thi tiếp ạ. Thi tiếp. Bậc 3, câu hỏi đầu tiên. Trong bài hát Bé quét nhà, bà bệnh chổi to để quét nhà, đúng hay sai? Bé quét nhà nha. Hết thời gian, xin mời Nhấn. Bây giờ thì em có thể nghe ý kiến từ ban tư vấn chúng tôi. Bài hát Bé một quét nhà. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà bên chổi to, bà bên chổi nhỏ. Chổi to. Đến đó thôi. Tới đó thôi. Ấy con chổi nhỏ bà để nhanh. Bà bệnh chổi to để bà quét sân to. Bài này của bé Xuân Mai hát hồi xưa đúng không mọi người? Lâu quá không nhớ lắm nhưng mà rõ ràng thì bà bệnh chổi to, bà bệnh chổi nhỏ có nghĩa là bà phải bệnh cả hai mới được. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì bà làm cả hai chổi, tức là bà quét và cháu cùng quét. Đó, nhưng mà bà... vấn đề là bà quét ở đâu? Đó. Bà quét nhà hay bà quét bếp hay bà quét ở ngoài hiên nhà trước hay là quét ở sân sau? Hay là chỉ bà chỉ bệnh thôi, còn bé nó vừa quét. Bệnh chứ phải là bệnh. Em xin được dùng quyền đổi đáp án á. Nhưng mà khoan, em hãy nói lên cái điều mà em suy nghĩ đi, em lỡ đúng sao? Dạ ban đầu thì em nghĩ là tại vì chỉ có bà với cháu thôi thì bà bệnh chổi to, tất nhiên bà mới cặp nổi cái chổi đó để bà quét. Nhưng mà bây giờ cái mà người ta đang hỏi đây là quét ở đâu? Ở đâu? Chứ không phải là ai quét. Không phải quét ở đâu đâu nha em. Câu hỏi là bà bệnh chổi để bà quét nhà. Dạ đúng rồi. Đúng hay sai? Dạ. Đó. Mà em hồi nãy mọi người hát thì khi mà em suy ra cái lời hát là bà bệnh chổi to để quét sân to thì nó mới vần được, cho nên em nghĩ là quét ở ngoài sân mới đúng. Thôi bây giờ Nhân ơi, em lựa chọn đi. Dạ em xin quyền đổi đáp án ạ. Đổi đáp án, ghi nhận đáp án. Bạn vừa đổi là đáp án. Chính xác, chúc mừng ạ. Đây là một sáng tác của Hà Đức Hậu và sẽ qua phần trình diễn của nữ ca sĩ Khả Như. 2, 3. Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm. Bà bên chổi to, bà làm chổi nhỏ. Chổi to, bà quét sân kho. Ấy con chổi nhỏ, bà để cháu bé chăm lo quét nhà. Câu hỏi thứ hai của bậc ba như sau. Trong truyện cổ tích Tấm Cám có cây thị trái chín xum xuê, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Trái chín xum xuê, trái chín xum xuê là sao? Nhanh. Sai. Em hiểu câu hỏi chưa Nhân? Em có hiểu không? Em đang hiểu ở đây có nghĩa là cái từ xum xuê đây là có nghĩa là nhiều trái phải không? Có nhiều trái đúng rồi. Mà cái này là tại vì chị Tấm á đầu thai thành có con trái thị à. Trên cây đó có con trái thị à. Em nhớ mang máng là vậy. Tức là đúng là trong rất là nhiều những cái trái thị đó có một trái thị là có cô Tấm. Cô Tấm mà rất to. Đúng. Rất to. Và cái trái thị đó khi mà bà già ra cầm cái bị á thì dạ. Chị rơi bị bà đó. Dạ. Thì để bà ngửi cho bà không có lụm á. Dạ. Thì cái thị đó nó rớt xuống cái bị của bà mang dạ. vô dạ. Đó bởi vì sao? Bởi vì cái cây thị cao, bà thì già còng lưng, bà không có với tới được, bà không có lấy cái cây mà chọt cho rụng được dạ. Cho nên bà nói cái câu đó cho thị nó rớt xuống dạ. Và đó là trái thị của cô Tấm, còn cái cây thị đó thì đương nhiên nó phải còn nhiều những trái thị khác nữa. Không, em thì lại nhớ câu chuyện đó là có một cái cây thị thật to và rất là nhiều lá xum xuê, chỉ có một trái thị làm đập vào mắt bà dạ. Đúng hương thơm lan tỏa khắp khu rừng. Đúng vậy. Và thưa quý vị, Lê Nhân đã chọn đáp án. Liệu rằng sự lựa chọn này sẽ đưa bạn ấy về đâu? Chúng ta sẽ có câu trả lời sau ít phút giải lao. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Tư vấn đã xong, cho đáp án. Em chốt. Công bố kết quả. Chẳng lẽ hành trình của bạn khép lại tại đây sao? Cho về đi chứ ghét quá. Đáp án bạn chọn chính xác. Trời ơi, bé kiểu chính xác mẹ hiển nhiên á. Cái câu nãy giờ tụi mình làm cái trò gì? Đánh đố sao? Nãy giờ coi thiếu nhi hả em? Đúng như là đây là cái câu chuyện như là chị mèo kể ngày xưa, ngày xưa. Trời ơi, kể em hết tiền luôn. Trời ơi,
Nói ngắn gọn là giám đốc hung củi rồi đổ ra bên đường xa cung của mình đó. Rồi từ đống tro ấy mọc lên một cây thị là cành lá xum xuê, ở đó một cái trái, rồi bà lão đi qua thị rớt xuống bà lão hết. Vậy thôi, bây giờ sẽ là câu thứ ba, khu vực ba. Trong bài hát Rồi Tới Luôn, chàng trai định cưới cô gái vào ngày mùng 1, đúng hay sai? Rồi tới luôn, quá dễ. Trời ơi, mấy cái bài tre tre trên mạng sao mà qua được Lê Nhân? Chùm, Nhân biết bài này không? Cơ đồ. Mời em hát. 2, 3. Đang ung dung trên đời, đạp mây xanh hôm nay tới chơi phải không? 2, em hôm nay buồn thấy em tự nhiên thanh thơi. Hết rồi. Hợp thuộc ba câu đó à? Ủa rồi Nhân có thuộc cái câu nào có sửa mùng 2 không mà Nhân đó. Mùng 2. Có. Em nghe, em nhớ cái câu là em tới ngày mùng 2. Em đang cô đơn thì dòng tay đâu đưa đây. Qua năm xa năm cưới hiện tại cứ ngày mùng 2. Em nghĩ nó vần vậy đó. Vần A với vần A có vẻ đúng á chị. Đúng không? Cãi đúng không? Không cãi hả? Không cãi được. Cảm ơn tư vấn. Cãi không anh Nghĩa? Cãi không, anh đâu có cãi gì đâu. Em vẫn kiên định ạ. Kiên định. Lựa chọn các bạn chính xác. Chúc mừng Lê Nhân vượt qua được bậc 3 của chúng tôi. Lê Nhân, bạn vẫn còn 2 quyền trợ giúp. Dạ. Đi tiếp hay dừng lại, bậc 4 sẽ có 4 câu hỏi. Dạ em xin đi tiếp ạ. Đi tiếp. Bé đang đi tiếp mà mặt rất là chắc chắn luôn á, chắc chắn. Câu đầu tiên bậc 4. Xe cookie còn được gọi là xe thồ, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Sai. Theo bạn nghĩ thì xe cookie là xe gì? À, theo em biết là xe cookie là cái xe đẩy như vậy là có một bánh xe trước. À. Dạ. Còn xe thồ nó giống xe đạp, nó giống xe đạp đeo núi vậy đó, xe đạp địa hình vậy đó. Khi mà đi sinh hoạt đội ấy, có một cái trò chơi biết mọi người có biết không, là đẩy xe cookie. Dạ biết. Tức là một người mình o chồm lên phía trước, mình chống hai tay xuống đất kìa nè. Dạ. Rồi cái người đứng sau xách hai cái chân mình lên. Dạ, dạ đúng rồi. Và đẩy mình đi tới và mình phải đi bằng hai tay vậy nè. Đó thì nó giống như là nó tả lại hình ảnh của chiếc xe cookie thật. Tức là chiếc xe cookie giống như Nhân nói, nó có một cái bánh xe nhỏ lăn phía trước và ở phía sau nó có hai cái càng để bình thường người ta để xuống thì nó đứng trụ như là ba chân. Dạ. Nhưng mà khi mà cần đẩy đồ đi, người ta nhấc hai cái càng lên đẩy đi thôi. Và đẩy đi bằng cái bánh xe phía trước, đó là xe cookie. Yeah. Đó, còn xe thồ thì là một cái xe nó chở đồ. Yeah. Thồ đồ, thợ chở đồ này kia. Yeah. Đó. Cho nên anh đồng ý với cái sự lựa chọn của em đó. Rồi, rõ ràng rồi. Tư vấn rồi. Đòi đáp án không hay là giữ nguyên ạ? Dạ giữ nguyên ạ. Giữ nguyên. Đó, em bẻ vậy mà chị cười một cái là. Nhưng mà thật ra em, câu này không quá khó với Nhân. Câu này dễ. Đáp án. Chính xác. Chúc mừng Nhân. Đây hình ảnh nè. Đây là phiên bản cải tiến rồi. Đẹp hơn. Này đẹp ha. Cái này là mới sản xuất ra chưa đưa vào sử dụng. Câu hỏi kế tiếp nhưng nha. Hên quá. Câu hỏi này khó nha. PSY là nghệ sĩ châu Á đầu tiên đoạt nút kim cương của YouTube. Đúng hay sai? Đúng. Lý do à? Anh ơi, câu này em không chắc. Em chỉ biết sai là có bài Gangnam Style nổi tiếng thôi. Và cái bài đó là đã phá vỡ cái bộ đếm của YouTube, là được 1 tỷ view đầu tiên trên YouTube. Thì em chỉ biết vậy thôi. Còn cái chuyện mà anh này có được nút kim cương YouTube không em không biết. Em không rành. Nói về âm nhạc, Jun. Em chọn sai thiệt. Cái này thì anh nghĩ là em biết. Tại vì cái người này nổi tiếng trước anh PSY. Dạ. Đó chính là Justin Bieber. Câu hỏi của chúng ta là nghệ sĩ châu Á. Rồi, Ness ạ, Ness. Em không nghe nổi câu hỏi. Em có nghĩ là phải châu Á thì ok. Justin Bieber. Còn nếu như mà mà làm cái dễ nghiêm trọng lắm. Em Justin Bieber. Thật ra là em đã trả lời sai rồi. Sai rồi Nhân à. Em muốn nghe gợi ý từ hai người còn lại của ban tổ chức. Đây, xin mời. Thì anh vừa mới nói mình hãy cân nhắc lại với những nghệ sĩ châu Á nổi tiếng khác nữa. Còn chị Nhân như à? Chả như không rành, không rành. Đó là điểm trúng của chị. Đây là điểm trúng của điểm mù chị. Điểm mù. Được thôi chị về âm nhạc. Nhưng mà cái thời điểm đó là đúng là cái bài Gangnam Style rất là nổi tiếng. Rất là nổi luôn. Cho đáp án chị ạ. Còn 2 quyền nha. Còn quyền gì ta? Quyền đổi câu hỏi và quyền vượt qua câu hỏi. Theo chương thì nãy tôi nói đó, bản thân về kinh nghiệm thì thật sự là anh PSY là thật sự là nổi tiếng nhờ cái bài đó mà. Nhưng mà thật ra cái mình đang suy nghĩ có những cái mình không rành. Ví dụ như Baby Shark đi. Không biết là cái bài đó là của người châu Á hay là người Baby châu Shark Âu. Là của Singapore. Đấy, vậy là cũng là châu Á. Mà bây giờ là 9 tỷ view rồi nên nút Ruby. Nên mình cũng không rành không lắm. Biết cái nào là đầu tiên á. Dạ. Lựa chọn của bạn, nếu không cảm thấy không chắc ăn thì mình có thể chọn phương án đổi câu hỏi hoặc là vượt qua đó luôn. Em xin phương án đổi câu hỏi ạ.
Đổi câu hỏi, chấp nhận. Và chúng ta sẽ công bố kết quả trước, trước khi chúng ta bắt đầu câu hỏi mới. Đáp án bạn chọn đúng là một đáp án chính xác. Trời. Sao, chuyện nước biển không? Dạ không mà, em vẫn còn tự tin à. Câu hỏi, chí mà phù là tên gọi của món chè đậu đỏ, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Chí mà phù. Nào giờ? Đúng. Em ơi, cái món này là một cái món quen thuộc lắm luôn á. Em chưa bao giờ nghe chữ chí mà phù luôn á. Tại vì Huy đọc sai á. Chí mè. Chí mà mà. Chí mà phù. Chí mà phù. Chí mà phù là chè 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 mè đen đó hả anh? Là đậu hũ. Đậu hũ. Hả? Chí mà phù. Tại anh thấy chưa? Ủa? Tại anh. Trong đây câu hỏi em y chang luôn đúng không? Chí mà phù. Trong đây ghi vậy à? Chí mà phù. Bây giờ thì em đã nhận ra cái món đó chưa? Dạ em nhận ra rồi anh. Em ăn ở quận 5 chưa? Dạ rồi ạ. Trời ơi, một cái người mà chuyên nấu ăn như Lê Nhân mà. Cái món đó làm sao? Em vẫn còn một quyền trợ giúp. Nhận ra đổi liền em. Em nhận ra mình đã sai lầm cho nên là em quyết định sử dụng quyền trợ giúp. Vậy theo em bây giờ món đó là món gì? Dạ theo thưa anh, em nghĩ đây là món chè mè đen ạ. Chè mè đen. Anh ơi, con đường của em còn rất dài phía trước mà anh đã chặn đứng con đường của em rồi. Yên tâm chưa? Bây giờ thì ban tư vấn sẽ nhiệt tình bằng cả trái tim dành cho em. Nhưng mà em hết quyền rồi nên trong 5 giây em phải suy xét cho kỹ. Mấy câu này dễ lắm em, mà tại vì 5 giây làm em áp lực á. Ráng bình tĩnh lại. Ráng bình tĩnh lại, cố lên. Bạn quyết định là vượt qua nó. Dạ đúng rồi. Chấp nhận. Chúng tôi quyết định là bạn đã vượt qua được câu hỏi thứ hai của mục 4. Chí mà phù là tên gọi của một loại chè vừng đen hay là mè đen. Đây là tên đọc theo âm Hán Việt chí mà phù. Còn nếu mà đọc thuần hoa thì giống như là run đọc đó. Chí mà phù. Chí mà phù. Chí mà phù. Mà người Việt gọi là chí mà phù. Đó. Bạn vượt câu hỏi này. Còn câu 3 và câu 4 thôi là có 10 triệu đồng rồi. Cố lên. Còn câu 3 và câu 4 thôi. Rồi, câu hỏi thứ 3 của mục 4. Trong bài hát Sóc Spy, Sóc Trăng có câu bòn thâu na bòn ơi. Tiếng Khmer có nghĩa là đi đâu đó anh chị ơi. Đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đúng. Trời ơi, anh ơi, chương trình mình là hỏi về ngoại ngữ ha. Đúng rồi em. Em biết bài này mà đúng không? Sóc Spy, Sóc Trăng. Dạ, biết bài này. Về đại tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điệu múa lâm thô. Hey! Sóc Spy, bay bay bay. Em có từng về Sóc Trăng nghe người Khmer nói chuyện chưa? Dạ em chưa về Sóc Trăng nghe người Khmer nói chuyện, nhưng mà em về Sóc Trăng để dự đám cưới của Trà Ngọc rồi ạ. Wow. Nghe câu này bao giờ chưa? Người ta có nói câu này không? Dạ không. Em có nghe người ta gọi nhau, ví dụ như là mình tiếng Việt người Kinh mình gọi là anh ơi hoặc là em ơi, thì dạ, người Khmer ta gọi là gì? Bòn ơi. Bòn ơi. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho đáp án. Công bố kết quả, bạn vừa lựa chọn là đáp án chính xác. Chúc mừng ạ. Tâu na không phải là chạy chữ hành tuna cá hồi sashimi à. Bồng bon cũng không phải trái bồng bon luôn à. Tâu na ở đây là nghĩa là đi đâu. Dạ. Yeah. Bon có nghĩa là anh chị, gọi người khác là bon ơi, như là từ you trên tiếng Anh vậy đó. Bon tâu na bon ơi, anh đi đâu chị ơi. Qua chương trình bon ơi, tâu na bon em quá nhiều kiến thức hay. Đúng là rồi. Là đi anh ơi chị ơi hoặc là em ơi đi đâu đó. 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 Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Bậc 4, câu hỏi thứ 4 như sau, có 5 giây nha. Chương 3 trong truyện cổ tích Hồn Trương Ba Gia Hàng Thịt có biệt tài chặt thịt heo, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Sai. Wow. Ủa, mấy cậu bé biết, bé kỳ ha. Ơ kìa. Ơ kìa. Đúng không? Chứ biết làm không gì hay dạ? Là trời vậy không mà bấm sai vậy trời. Dạ. Em biết không vậy? Không? Em có coi phim này luôn rồi mà. Nói về các vị bạn của điện ảnh, anh Nghĩa. Cái này là cổ tích.
Việt Nam. Sốc, bị sốc. Nghĩa đang tức đó. Thôi bây giờ ai muốn nói gì bạn nói trước đi, thôi nói chính bản cho. Thôi vậy giờ anh sao vậy? Ừ. Anh tiền bối anh không dám nói gì bạn. Sao em dám nói? Yeah. Anh ơi. Nè. Anh ơi chương trình mình đụng đẩy quá. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ nói về cái nguyên bản đây, cho đây, nghe. Đây đây đây. Nghĩa nói đi anh Nghĩa cho em. Trương Ba là một người hiền lành. Yeah. Và có cái biệt tài đánh cờ rất là giỏi. Dễ hả? Chính vì ông đánh cờ rất giỏi cho nên là đế thích mới thích ông và xuống đánh cờ làm một người bạn đánh cờ cùng với ông. À vậy hả? Rồi sau đó ông giống như là bị Nam Tào mà bắt lầm hồn á, cho nên là ông chết. Và đến một cái ngày giỗ của ông thì khi bà vợ thắp cái nén nhang thì ông đế thích mới hửi được cái nén nhang đó và mới bay xuống và mới biết rằng người bạn đánh cờ của mình đã chết. Nhưng mà lúc đó không thể nào cứu được bởi vì thân xác đã tan hoại rồi, cho nên là mới tìm một cái cách làm mượn cái xác của công hàng thịt là công hàng xóm vừa mới chết để lấy hồn Trương Ba để vào trong cái xác đó. Đó, và khi cái hồn Trương Ba nhập vào xác của Hoàng Thịt rồi, lúc đó mới rất là nhiều những cái chuyện mà nó tréo ngoe nó xảy ra. Vợ ông Hoàng Thịt thì cũng nhận đây là chồng mình, rồi vợ ông Trương Ba cũng nhận đây là chồng của mình. Và cuối cùng quan thể xử thì giống như là ban ngày là ông này làm chồng của bà này, ban đêm làm chồng của bà kia. Thì từ đó rất là nhiều những cái rắc rối nó xảy ra và cuối cùng chính nhân vật cái hồn Trương Ba đó mới xin với Đế Thích rằng thôi cho ở đâu trở lại y chỗ đó. Tức là cái câu chuyện này sau này được Lưu Quang Vũ viết lại thành một cái kịch bản rất nổi tiếng của Việt Nam mình luôn á, là cái gì á cũng nên đúng theo cái quy luật tự nhiên của nó, không nên làm trái với những cái quy luật tự nhiên thì mọi việc nó sẽ không tốt đẹp. Đây là một cái chuyện dân gian của Việt Nam. Nhưng mà bây giờ cái đâu còn quyền lựa chọn gì nữa, chốt đáp án thôi. Đúng rồi, ghi nhận đáp án sai của bạn là đáp án đã mang về cho bạn 10 triệu đồng. Chúc mừng ạ. Chúc mừng Lê Nhân vượt qua được bậc 4 của chương trình. Bây giờ căng nha. Bây giờ là bạn đang có 10 triệu chắc chắn trong tay. Dạ. Yeah. Vòng 5 sẽ có 5 câu hỏi và độ khó tăng lên. Dạ. Yeah. Nhưng mà tiền thưởng cũng tăng lên, từ 10 triệu bạn lên đến 20 triệu gấp đôi. Nhưng quyền trợ giúp thì không còn. Nếu mà lỡ mà ở giữa chừng mà Nhân thua một cái là nhà Nhân còn mà có 1 triệu. 1 triệu hết luôn. Nếu bạn vẫn chọn niềm tin vào ban tư vấn thì bạn sẽ chọn phương án đi tiếp. Nhưng mà hãy nhớ rằng ở cái bậc này là bây giờ ban tư vấn coi như là vô dụng. Vô dụng rồi, tại vì Nhân tại vì phải em là phải quyết định trong 5 giây đầu tiên. Mà bây giờ sau đó em có hối hận muốn quay lại cái đáp án khác thì cũng không còn cơ hội nữa. Dạ. Dạ em nghĩ là 1 triệu. Như vậy số tiền thưởng mà Lê Nhân nhận được ngày hôm nay đó chính là 10 triệu đồng. Chúc mừng Lê Nhân ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Và thưa quý vị, như vậy là hành trình của Lê Nhân đã kết thúc với một số tiền đó chính là 10 triệu đồng. Và bây giờ chúng tôi sẽ được phép chào tạm biệt Lê Nhân và mời người chơi kế tiếp. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chào đón người chơi. Xin mời. Ai đây, ai đây? Wow. Chào mừng. Chào em. Chào mừng. Dạ. Dạ, chào mừng ạ. Dạ, em chào khán giả, chào anh chị. Dạ, em tên là Vi Vân, là diễn viên. Dạ, làm mẹ, làm vợ. Dạ, hết ạ. Hết ạ. Bây giờ bắt đầu trò chơi đi ạ. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 mật câu hỏi và tương ứng với 16 câu. Ở mỗi mật thì sẽ có giá trị tiền thưởng khác nhau. Bạn trả lời được tất cả câu hỏi của mật đó thì bạn sẽ lấy được toàn bộ số tiền của mật đó. Lưu ý là bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp. Quyền thứ nhất là quyền đổi câu hỏi, quyền thứ hai là quyền đổi đáp án, quyền thứ ba là quyền vượt qua câu hỏi. 3 quyền này chỉ được sử dụng từ bậc 1 cho tới bậc 5 mà thôi. Bậc 6 là bậc đặc biệt, không được quyền sử dụng nữa. Khi bạn đã quyết định là đi tiếp bậc tiếp theo thì bạn không được dừng lại giữa chừng. Phải hoàn thành hết bạn mới có tiền thưởng mang về. Cách tính tiền thưởng như sau: nếu bạn chơi hoàn thành trọn vẹn bậc đó, bạn lấy trọn tiền mang về. Trong trường hợp ở bậc đó bạn thất bại và sẽ lấy tiền thưởng của bậc trước đó trừ đi một số không. Trừ dữ anh ha. Có một số à. Là 10 triệu sẽ thành 1 triệu á. Có một số hàng triệu chứ mày. Thì cái tiền thưởng của mình nó chỉ có 4-5 số không thôi. Mà giờ trừ hết một số là em chuyện nhiều lắm á. Em như 200 ngàn là còn 20 ngàn á. Hàng trăm mà trừ xuống hàng chục, mà hàng triệu là trừ xuống là còn có hàng trăm thôi. Là trừ nhiều đó, lắm đó. Đó đó đó. Bây giờ Huy sẽ là người đặt câu hỏi và bạn có thời gian là 5 giây để bạn trả lời chọn đúng hoặc sai. Sau đó bạn sẽ lắng nghe ý kiến từ ban tư vấn. Ở bậc đầu tiên là bậc dễ nhất, chỉ có một câu hỏi mà thôi. Giá trị giải thưởng sẽ là 0,2 triệu đồng. Câu hỏi như sau:
con cá rô trong rổ kêu rồ rồ. Câu vừa rồi có 4 chữ R đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đúng. Wow, nhanh lắm. Nhạy bén. Chắc chưa, chắc chưa. Chắc nghe chưa? Kỹ câu hỏi chưa? Em thấy cái iPad, em đếm. Em đếm chữ R ở đây, em thấy chữ luôn á. Rồi, rồi em đọc lại cái câu hỏi cho anh nghe xem. Con cá rô trong rổ kêu rồ rồ. Rồi em đếm lại coi có mấy chữ R. Rô, rổ, rồ, rồ. Rồi chữ trong có chữ R không? Chữ trong à? Ô là trời. Sau khi mình đọc kỹ là mình thấy nó không phải là 4 mà là 5 chữ R là đúng không? Đúng rồi. Đây đúng là một rồi. Cái sự đố mẹo của chương trình đó. Mà có 5 giây à. Mà người nhìn mà kiểu như nhanh quá, như em nãy nhìn nhanh quá, chỉ nhìn thấy rô rổ rồ rồ, tôi không có nhìn thấy chữ R trong chữ trong. Thì mới 1 giây là bạn bấm rồi. Còn 4 giây giờ, đó. Em đâu có thay đổi được đáp án đâu hả? Hả? Em không có thay đổi được đáp án đâu. Có chứ, có được. Bạn có 3 quyền mà. 3 quyền. Chị cho em đổi qua cái đổi đáp án được không? Đổi đáp án, trời ơi, được chứ em. À được, được không? Đổi. Rồi, vậy là sai. Rồi, chốt. Và đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Đúng như là mình đọc kỹ là nó sẽ có 5 chữ R lên phải là 4. Chúc mừng bạn vượt qua bậc đầu tiên. Bây giờ sẽ là bậc thứ 2. Áp lực quá. Vâng ơi. Dạ. Thi tiếp hay dừng lại? Thi tiếp. Rồi. Câu 2. Câu hỏi đầu tiên của bậc 2. Bình tĩnh. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong một năm, các tháng có 31 ngày sẽ luân phiên cách nhau một tháng, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Sai. Câu này cũng trả lời rất là nhanh. Em có cân nhắc chưa? Dạ em cái này em biết. Ừ, sao em nói đi. Tại vì em luôn thắc mắc là hồi xưa mà ông bà hay chị á, dạ như là cứ đếm cái gồ á là 31 ngày. Đúng còn rồi. Mà lõm á là 28 hoặc là 30 ngày. Đó thì em cứ đếm như vậy. Nhưng mà xong em không có đếm ở bên này mà mọi người chỉ là đếm tới cái này thì đếm từ đây ngược lại nữa thì tức là hai cái gồ cùng một lượt là sẽ có 2 tháng 78 là 31 ngày. Kiến thức lớp 3 này hồi xưa giáo thầy giáo khó vào đây nè. Mà hồi xưa thắc mắc dữ lắm tại sao cứ phải đếm, tại sao nó có thể chính xác như vậy. Nhưng mà đúng là chính xác thì giỏi quá. Mẹo ông bà. Mẹo ông bà. Còn nói gì nữa. Chốt đáp án. Đáp án bạn lựa chọn là đáp án chính xác. Đúng như bạn đã dùng mẹo đó. Đó chính là tháng 7 và tháng 8 hàng năm sẽ có 31 ngày. Dạ. Câu hỏi thứ 2 của bậc 2 như sau. Quả bóng bowling có 4 lỗ tròn trên bề mặt, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Quả bóng bowling sai. Chưa 5 giây mà bà nhấn rồi, tại vì bà hay chơi bowling. Trời ơi, có chơi, chơi. Có chơi. Có chơi mà ở nhà em có em bé nhỏ, em còn mua mấy trái bowling bằng mũ bằng nhựa cho con em chơi nữa. Em còn chỉ nó đặt ngón tay sao nữa, không lẽ em nhầm cái này đúng không? Em nhầm rồi. Em nhầm hả? Em nhầm rồi. Nhầm sao Jun? Dạ thật ra em ơi, bữa hôm chị mới coi em chơi, em chơi bowling chơi hay vô cùng luôn. Thế em rất hay đúng không chị? Đúng rồi, có mấy lỗ? Rõ ràng có 3 lỗ. Nhưng mà có một dạng 4 lỗ nha, mà tại vì không biết nha. Tại vì có những người á, người ta không cầm chắc 3 lỗ được nên có một loại 4 lỗ, tại vì mình chưa có từng thấy thôi chứ anh thấy rồi. Anh đi nước ngoài thấy luôn cái trái bowling mà 10 lỗ đó chú. Cái đó bị hư nha anh nhẹ. Đó, 10 cái tay vô nè, rồi thấy nè. Đó, vậy thì vừa làm em. Cái gối nằm ngủ, cái gối mọc tay vô ngủ. Không, anh phải làm vậy chứ vừa làm run em. Em thấy nó vô lý luôn. Rồi, mình không tin chưa luôn. 4 lỗ thì không bên lỗ thì cầm vậy thôi nè. Bên đúng được. Tại vì 3 lỗ thì nó mới đẩy banh đi được. 4 lỗ bị dưới ngón tượng cái. Tự nhiên 4 lỗ sọt vô rồi có tốt nó xè ra nó lẻ loi gì nó kỳ cục. Cái đó là cái sự sang trọng của bowling. Em lộn bi da lỗ hay gì rồi. Kỳ lắm lỗ. Kỳ lỗ hai bên nữa hả? Kỳ lắm. Nè, như kỳ lắm luôn. Em đến với chương trình là cái tư vấn em nghe không được, em để bụng thôi. Dạ, để bụng đi. Thôi tức quá à, mọi người họ khem thường chứ của mình thôi, em muốn tin đi. Ủa mà sau khi mà tư vấn rồi em cũng đâu có được chọn lại đâu đúng không? Được chứ. Có thể dùng quyền. À khi mà em... mình được dùng quyền thì mình đúng mới rồi. Được chọn lại. Đó nhưng mà em đã bỏ, em đã mất cái quyền nhờ đổi đáp án rồi. Em chỉ còn quyền đổi câu hỏi và vượt qua câu hỏi đó thôi. Như vậy thì bạn chọn đáp án sai là đáp án cuối cùng và đó là đáp án chính xác. Ủa vậy hả? Vậy là hôm bữa chắc cái bóng em nó bị gì hư. Xin lỗi mọi người nha, xin lỗi em. Bóng nó bắt cũng đặt riêng cho Jun nha. Vậy hả? Cái là tài vì miễu. Bậc 3 hả? Dạ. Thi tiếp hay dừng lại? Em thi tiếp chứ. Thi tiếp, bậc 3 sẽ có 3 câu hỏi. Câu đầu tiên của bậc 3 như sau. Ba của Tèo
gọi mẹ của Tý là em dâu. Vậy ba của Tý gọi ba của Tèo là anh rể đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Ba của Tèo gọi mẹ của Tý là em dâu. Là em dâu giây. Ba của Tèo mẹ của Tý là em dâu. Nhất. Vậy anh trai sai. Hết hồn. Phân tích nha. Trời, cái này em bị rối nè. Rối não nha. Rồi bây giờ em phân tích đi. Ba của Tèo gọi mẹ của Tý là em dâu, tức là ba của Tèo là anh trai của ba của Tý. Thì sao có thể gọi ba của Tý là anh rể được? Anh trai chứ. Anh trai rồi. Em trai chứ, đúng không? Hay quá vậy. Ủa? Trời. Em dâu của mình, em dâu của mình tức là mình cưới một cô gái khác về cho em trai của mình. Dạ, mới gọi là em dâu đúng không? Dạ. Thì cái người chồng đó phải là em trai của mình. Hợp lý. Cãi gì nữa bây giờ. Dạ. Chốt dạ. Hay quá. Dạ. Trả lời được câu này hay á. Em chốt. Đáp án bạn vừa chọn là đáp án chính xác chứ bạn. Câu 2 bậc 3. Trong phim Em là bà nội của anh, Ngô Kiến Huy vào vai thủ lĩnh của ban nhạc Bầy Sói Hoang, đúng hay sai? Ủa sao mặt em kỳ vậy Vi Phân? Mặt chồng ngay á. Sao vậy? Ngô Kiến Huy sao á? Em không có coi phim này, em chỉ coi cái MV ca nhạc thôi. Em không có biết. Lúc mà Huy đóng Em là bà nội của anh á, là lúc đó hình như là chị với Huy chưa có thân. Thì sau này coi lại bị hết hồn. Quá trang em như con điên gì đó em. Mà hát á, thiệt thiệt. Cái tên không phải sói đâu. Chó, bầy chó hoang. Chị à. Chó nhẹ được không? Không phải, thì cái nhóm nhạc. Nhóm nhạc chó hoang. Bầy chó, chó. Trời. Bầy chó hoang. Chị hãy dùng chữ cẩu mà. Nhưng mà cái tên đó là tên riêng mà. Thật ra là mà. Chó với sói là chó sói là cũng là chó đó. Mà sói nhưng mà cái này là mà đây cần phải đúng cái tên của cái nhóm nhạc đó trong đúng phim rồi. Đó em bài chó hay bài sói nha. Quyết định vẫn là của bạn. Bạn lựa chọn sử dụng quyền trợ giúp hay là giữ vẫn giữ nguyên đáp án này. Chó ngoan. Có thể là anh chị đúng cho nên em xin phép được nghe theo anh chị tư vấn này. Là sử dụng quyền bất trợ giúp. Một quyền trợ giúp của em. Là quyền gì? Dạ quyền đổi câu hỏi. Đổi câu hỏi, chúng tôi chấp nhận đáp án bạn vừa chọn là đáp án sai. À. Ủa là cái này em phải chọn sai. Đúng rồi mới là đúng. Bởi vì sao? Bởi vì là đây là một Huy đóng vai này là bộ phim cũng là như chị Như nói là ban nhạc có 4 thành viên. Nhưng mà cái thành viên hát chính á, thì do cái tên này bầy chó hoang nên bị tức và out khỏi nhóm. Thì có một câu thoại là mấy ban nhạc đã đặt tên là bầy chó hoang, vậy là tôi là chó cái hả? Đó, thì tức quá mới out ban nhạc này, vẫn còn gọi là 3 thành viên. Và tên chính xác sau đó của ban nhạc này là bầy chó hoang. Dạ. Đó. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút. Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Như vậy là bạn đã sử dụng quyền đổi câu hỏi và bây giờ chúng ta sẽ cập nhật câu hỏi đổi cho bạn như sau. Bánh hồng đặc sản Bình Định có màu hồng đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Bạn ăn bánh hồng chưa hay là bạn chỉ mới nghe tên đó thôi? Dạ chưa, em mới nghe tên nè. Cái nào mà anh thấy mặt em mà em bấm xong cái em nhìn ra vậy nè là biết em không có biết á. Vô định. Em vô định em chọn đại á. Theo như biết đó, cái bánh hồng là nó có màu trắng. Dạ. Nó tên là bánh hồng thôi. Nhưng thật ra cái bột của nó là màu trắng và nó không có liên quan gì tới cái màu hồng hết á. Tại vì một phần á, cái câu hỏi đối với chú ăn bánh hồng. Nhưng mà cái câu hỏi mình thường mình sẽ nghĩ là bánh hồng thường là màu, mình nghĩ màu hồng. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà mình theo cái tư duy của mình thường trắc nghiệm mà bánh hồng có màu hồng hay không thì nếu mà dễ vậy ai hỏi gì đó thì giống nếu như... mà chun thì chun nghĩ là câu trả lời là sai. Đúng rồi, giống như bánh phồng tôm đâu có con tôm trọng đâu. Đúng rồi, mì tôm đâu có tôm đâu. Nhưng mà bánh cam là màu cam nha. Bánh phồng nâu nâu quá nâu. Thì nó màu hơi cam cam đó. Đó bánh cam là màu hơi cam cam. Em cứ nghĩ là bánh hồng thì sẽ làm bằng trái hồng á, thì nó hơi màu hồng hồng hường hường kiểu có vậy. Cái bánh hồng đó nhưng mà bánh hồng đó là của giống như cái bánh tiêu á, đâu có tiêu trọng đâu. Đúng rồi. Đúng rồi, bánh hồng bánh tiêu là người ta rắc những hộp mè bên trên nó nhìn như những hạt tiêu vậy đó, cho nên ta gọi là bánh tiêu. Nhưng mà bạn quên mất là tên gọi là bánh đó nó còn phụ thuộc cái hình dáng của nó nữa. À, bánh bò đâu có bò. Còn cái này hỏi là màu sắc. Đúng, thì đó. Chị ăn bánh hồng rồi hả?
chị chắc chắn với em là cái bánh hồng nó không có tại vì chị đi quay ẩm thực rất là nhiều vùng miền á. Thì chị nhớ là cái bánh hồng nó màu trắng. Hồi nãy thì em lại suy nghĩ hơi kiểu nhanh, nó hơi ngược một xíu á. Em nghĩ là bánh hồng màu hồng thì mọi người nghĩ sao bánh hồng màu hồng được, sao đơn giản vậy, mọi người sẽ dễ dàng chọn là bánh hồng là đáp án sai. Nhưng mà nhiều khi nó hơi mẹo, nó hơi khó, nó sẽ là đáp án đúng kiểu vậy. Trời ơi, em nghĩ em là hơi nó bị loạn quèo. Mới là quá thành em là drama lắm. Đó. Mới có bậc 3 chương trình không có khó quá với em đâu. Vậy thôi em dùng hết luôn đi. Em chơi hết tất cả những gì em có đi. Chứ bây giờ biết làm sao đây? Dạ anh hả? Còn một quyền nữa đúng không? Còn một quyền. Dạ đúng rồi, vượt tới qua luôn câu đi. Hỏi. Quyết định vượt qua câu hỏi này, chúng tôi chấp nhận. Và bây giờ sẽ là lúc chúng tôi công bố đáp án. Đúng mà bạn chọn. Không chính xác. Đó. Trời ơi. Đâu bánh hồng đâu, muốn coi bánh hồng quá. Bánh hồng. Đây là bánh hồng. Hấp dẫn quá. Cái này chắc là làm bằng bột nếp thôi hả? Tuy có tên gọi là bánh hồng, nhưng thực sự bánh chỉ toàn một màu trắng từ trong ruột cho tới bên ngoài vỏ. Bánh mềm ngọt, vừa dẻo vừa dai dai, sần sật của dừa, cũng như vậy thơm mùi nếp. Và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của bậc 3. Nếu mà trả lời chính xác câu hỏi này, bạn sẽ có ngay 2 triệu đồng. Trong bức tranh dân gian Đông Hồ Em Bé Ôm Gà, em bé là bé gái, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. 4. Xin mời Nhất Chuông ạ. Đúng. Ôi là trời. Em lại nhìn ra bên kia, em có thấy không? Nhìn đó. Em lại nhìn ra ngoài nữa đó, lúc em trả lời á. Em có coi đám cưới chuột, mấy tranh đồng hồ hồi xưa mình hay học trong cái tập vẽ với tập đạo đức á. Có em bé mặc với bộ đồ, có em bé ôm gà. Em bé ôm gà. Đúng rồi. Ở nhà tôi là bé gái. Treo danh đồng hồ, thì đó là bé trai á, nhớ bé trai. Bé trai. Bé trai, anh có biết bé tranh đó hả? Tại vì anh nhà anh treo nhiều lắm. Wow. Nhà của Jun là mê mấy cái loại cổ, hình dân cổ, gian đồ. Cổ mấy cái mặt hình hộp quà đồ. Thì lúc đó chị đã nhìn em và cố gắng là truyền năng lượng bé trai cho em. Thì em năng lượng bé trai truyền làm sao? Làm sao? Là mạnh lên là bé trai. Còn bé gái hiểu mình sao? Nhưng mà nãy chưa kịp làm, tại 5 giây không làm được gì cả. Không làm được gì cả. Hồi nãy như... em nhìn qua bên này, nhưng mà nửa cái mắt bên này em có nhìn thấy chị Như. Bây giờ mình hãy cho Vi Vân biết đáp án đi cái đã. Đáp án đúng mà bạn chọn là một đáp án. Không chính xác. Và như vậy thì người chơi đã dừng cuộc chơi ở đây, chưa vượt qua được bậc 3. Nên phần thưởng của bạn sẽ được quy đổi về bậc 2, trừ đi một số 0. Bậc 2 của bạn vượt qua là 1 triệu, trừ một số 0 bạn còn 100.000 đồng. Dù sao cũng cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng tôi xin phép được khép lại hành trình của chương trình ngày hôm nay tại đây. Và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào tuần sau, đó chính là 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình 5 giây thành triệu phú do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tuần sau. Bánh sừng bò có nguồn gốc từ Pháp, đúng hay sai? Bánh sừng bò Pháp hay gọi là bánh croissant. Nhưng mà mình biết rằng đây là một cái món ăn rất là quen thuộc ở nước Pháp, nhưng không biết có phải là nó bắt nguồn từ nước Pháp hay không. Nhưng mà thật ra cái croissant này á, nó không phải là từ Pháp, nó được du nhập từ một cái nước khác, một quốc gia khác gần đó, đó là Áo. Áp ghê luôn á, bé còn hai quyền. Áo xạo ơi là xạo. Áo đồ, nó áo gì Pháp gần nhau đâu. Thím hai,